Bữa nay em sẽ giới thiệu cho mấy anh em thấy cái cách mà để mà test cái hệ thống mà phuộc nè, em mà tích nè. Bữa trước em đã nói rồi. Thì dòng này là dòng S22 này. Thì S22 này, A2 này là dòng V-kép, dòng facelift. Thì nó vẫn dùng hệ thống phuộc hơi nè. Bây giờ em sẽ hướng dẫn cho cái cách mà cái quy trình test của từng cái phuộc mà bữa trước lý thuyết em đã nói rồi. Thì bữa nay em sẽ giới thiệu cho cái cách mà test nó như thế nào. Thì nó vô cái hộp em tích nè, là N51-3 này. Nó tương ứng như một cái hộp bình thường khác, thì nó vẫn có Euro code nè, Actuo nè, Actuation nè. Thì với mỗi phần như vậy thì nó gần như là một cái hộp bình thường vậy đó, hộp như hộp động cơ thôi. Thì cái việc mà actuation này vô thì mình kích hoạt từng van thì nó có cái chỗ fuel fuel suspension này, là điền đầy vô từng cái phuộc này, hoặc là relay pressure là mình giảm cái áp, gọi là mình xả cái phuộc xuống. Và từng cái đam bin này, nó là từng cái vị trí van này đó. Đó, nó sẽ là tiếp tục nha. Thì với cái phần actuation này thì nó cũng giống như một cái hộp bình thường, vô mình kích hoạt, mình thực hiện hiện cái lệnh kích hoạt thôi, không có gì khó. Và cái mà em muốn giới thiệu mấy anh đó là cái phần test này nè. Thì tương ứng với mỗi cái phần test này á, thì cái mà bữa em nói cái vụ mà lý thuyết mà em nói là test từng cái phuộc và trên đường ống của từng cái phuộc nó có bị xì hay không, thì nó sẽ nằm ở đây. Đây, bốn 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 cái van trên cái bộ chia này, tối đó em đã đưa cho mấy anh coi. Thì trước khi muốn test mấy cái đó thì đầu tiên là em muốn phải test cái bơm trước. Đây, thì với cái dòng này nó sẽ không có cái bầu bầu dự trữ. Thì tại sao nó không có bầu dự trữ, thì mình thử vô cái bầu cái gọi là Aimatic Compressor này, là cái bơm này, thì mình bấm kích hoạt để mà thử và test nó sẽ như thế nào. Thì lúc đó anh em sẽ hiểu tại sao nó không có cái bầu tích áp. Thì nó yêu cầu mình test này đó. Nó không được nâng lên này và đậu ngay cái bề mặt phẳng này. Rồi bây giờ cái thực hiện này nó sẽ thực hiện một cách tự động luôn, continue thôi, việc của mình chỉ continue thôi. Đó, đã đang bắt đầu quá trình test này. Thì với cái dòng S này thì nó sẽ không có con cảm biến áp suất trong cái bộ chia. Thì việc nó quản lý nó sẽ dựa vào cái độ cao của từng cái phuộc. Và lúc này là đây là đang coi cái phuộc trước cái này, thì nó sẽ bơm lên, thì nó quản lý vào cái việc độ cao. Nó bơm lên và nó xả xuống, thì trong vòng bao nhiêu giây đó thì nó phải đáp ứng được cái việc này. Nó chưa tới 20 giây, khoảng 20 giây thì nó phải đáp ứng được cái việc này. Nếu mà cái việc này mà diễn qua dài quá thì nó sẽ báo là cái bơm mình không ok. Thì đó là với cái dòng S này. S với C là giống nhau, nó trong bộ chia nó sao không có con áp suất thì nó sẽ quản lý bằng việc cái độ cao của cái phuộc trước này. Đó là nó kêu test successful này. Đó là cái bơm mình ok đó, continue. Đây, nó kết luận cho mình là cái bơm của mình là ok. Và cái thứ hai mà em muốn giới thiệu tiếp là cái van xả. Đây, pressure relief valve này, continue. Cái quá trình nó sẽ diễn ra một cách tự động. Bây giờ nó sẽ dựa vào con vẫn là cái ghép phụ trước trái tiếp. Lúc này nó xả xuống nè. Thì trong vòng bao nhiêu giây đó nó phải bắt buộc nó xả xuống hết. Nếu nó vượt quá thì nó sẽ báo nó ok liền. Thì lúc này nó chưa tới 20 giây thì nó đã ok, cái độ cao nó đã xẹp xuống nè. Âm âm 6 mm. Lúc này nó xả cái hơi ra thôi,
lúc nó bơm lên nó phải xả xuống, trong vòng bao nhiêu giây đó nó phải xả xuống liền. Còn nếu không đáp ứng được cái việc này thì nó sẽ kết luận cái van của mình có vấn đề. Continue. Đó, nó sẽ kết luận được cái van xả của mình ok này. Và tiếp tục thì bốn cái buồng này nó test nó quy trình y chang nhau thôi, thì em thực hiện một cái van cho mấy anh em coi. Đó, van trước trái này. Đây là trên cái bộ chia nha, cái Y36-6 này, Y1 này là cái van trước trái trên bộ chia này. Thì quy trình test nó như thế nào, mình continue này. Đó. Nó kêu là cái bơm của mình phải ok cái đó, thì nãy mình đã test rồi. Và cái việc này nó sẽ diễn ra một cách tự động. Right and low again. Đó, nâng lên và hạ xuống đó. Rồi, tiếp tục. Rồi, cái điều kiện thì ban đầu thôi, không có gì hết, continue. Thì bây giờ nó sẽ quy trình nó như vậy. Nó cũng bơm, cũng là cái van trước trái. Và bơm lên. Độ cao, thấy nó độ cao nó đang tăng không? Đó. Thì với mình ở trong xe thì mình sẽ không cảm nhận được cái việc mà xe nâng lên hạ xuống đâu. Mình chỉ cần ra ngoài thì may ra mới thấy được. Đó, nó bơm lên và nó hạ xuống nè. Đó, nó sẽ kết luận liền. Thì với thằng này á, nó không quản lý bằng áp suất, thì nó chỉ dựa vào việc quản lý độ cao thôi, thì nó sẽ hơi khó nhận biết hơn so với cái thằng mà quản lý bằng áp suất. Thì tới cái chiếc GLC đi, gọi GLC 300, thì em sẽ giới thiệu cho cái việc mà test cái một cái hệ thống, một cái đường ống của từng cái phụ thì nó sẽ có khác biệt như thế nào so với cái này. Thì đây là một cái quy trình test của nó thôi, trong vòng bao nhiêu giây đó, ví dụ khoảng từ 20 đến 25 giây thì cái quy trình này, cái quá trình này nó phải đáp ứng được, có nghĩa nâng lên và hạ xuống, thì nó phải đáp ứng được thì lúc đó cái hệ thống mình mới làm việc mới ok. Rồi, tới cái video kế tiếp đi, em sẽ giới thiệu cho cái việc mà test trên cái bầu GLC. Thì cái van đó sẽ dùng là quản lý bằng áp suất, thì tới đó em sẽ giới thiệu cho mấy anh em coi.